Như chúng tôi đã thông tin vào ngày hôm qua, hơn 345.000 bao cao su đã qua sử dụng đang được tái chế thì bị lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương bắt quả tang. Thật không khỏi rùng mình khi mà bao cao su đã qua sử dụng được xúc rửa rồi phơi khô và tạo hình lại. Những nguy cơ bệnh tật nào có thể xảy ra nếu mà những chiếc bao cao su này được tuồn trót lọt ra thị trường? Hãy lắng nghe ghi nhận của chúng tôi từ các chuyên gia y tế. Đằng sau căn nhà trọ này là một công nghệ tái chế bao cao su đã qua sử dụng rùng mình. Bao cao su đã qua sử dụng được gom về, xúc rửa, phơi khô, rồi dùng dương vật giả như thế này để tạo hình như mới. Hàng trăm ngàn bao cao su được thu gom về, được phù phép. Đây là căn nhà mà người phụ nữ đã nhận gia công bao cao su đã qua sử dụng để tái chế. Hiện tại thì căn nhà này đã đóng cửa và cái khu vực này được cho là khu vực mà người phụ nữ đã tái chế các bao cao su đã qua sử dụng. Ở đây có thể quan sát là một cái không gian khá là chật hẹp, nhếch nhác. Và thậm chí là ở khu vực này thì tôi còn quan sát được là những bao cao su ở đây vẫn còn để nguyên như thế này. Những cái bao cao su này thì được cho là đang chuẩn bị để tái chế. Với một công nghệ siêu bẩn, những mầm bệnh nguy hiểm tiềm ẩn trong các bao cao su này. Người sử dụng có thể là người phụ nữ ở bên ngoài, tiếp xúc từ bên ngoài, và dịch tiết là tinh dịch của bên trong cái người nam giới. Thì những cái chất tiết đó là nếu cái người đã sử dụng đó có tiềm ẩn những nguy cơ, những bệnh lý lây truyền đường tình dục như là HIV, lậu, giang mai, hay là thậm chí là những cái bệnh lý khác như là viêm gan B, viêm gan C v.v. thì việc qua sử dụng mà tái sử dụng lại mà không được qua quy trình khử khuẩn tiệt khuẩn đảm bảo chặt chẽ thì luôn luôn tiềm ẩn những cái nguy cơ rất lớn về những bệnh lý lây truyền lây nhiễm đường tình dục và những bệnh lý lây truyền khác. Nguy hiểm là vậy, nhưng theo lời khai ban đầu, người phụ nữ cho biết cứ một tháng một lần sau khi tái chế xong sẽ giao cho người đàn ông tại Thuận An, Bình Dương. Và nếu không phát hiện kịp thời, 360 kg, tương đương với 345.000 chiếc bao cao su ra thị trường thì không ít người sử dụng đối mặt với nguy hiểm. Nếu mà loại bao cao su đã chưa qua sử dụng thì thường nó có một cái chất nhờn tương đối và nó trong, và khi mà tuột ra thì hơi tương đối khó tuột. Còn đối với những loại bao cao su đã qua sử dụng, không có được sử dụng thực sự mới á, thì nó cái màu nó hơi ngả vàng. Mỗi kg, người gia công được 4.000 đồng. Với 360 kg này, người phụ nữ gia công chỉ được hơn 1.400.000 đồng. Nhưng nếu phù phép ra thị trường, thì người hưởng lợi có thể lời từ 5 đến 6 lần. Mặc cho những nguy hiểm bệnh tật như lậu, HIV mà người khác phải đối mặt.